Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm nay rạng sáng ngày mai, đại chiến Tây Ban Nha Pháp, trận bán kết kinh điển của một vòng bán kết kinh điển, nơi sẽ xác định đội đầu tiên góp mặt trong trận chung kết vào rạng sáng ngày 15 tháng 7 trên sân vận động Olympic ở Berlin của nước Đức. Tây Ban Nha Pháp có quá nhiều điều để nói, nhưng hãy bắt đầu với một cái tên Aymeric Laporte. Cầu thủ sinh ra ở vùng Argent của nước Pháp, đã từng là đội trưởng của các đội U17, U18, U19 và U21 Pháp. Anh đã dành phần lớn những năm tháng của tuổi trẻ, những năm tháng học việc để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho các đội tuyển trẻ của nước Pháp. Và tất nhiên, Aymeric Laporte rất mong muốn một ngày sẽ được khoác áo đội bóng xứ Lục Lăng ở những sân chơi lớn như là Euro hay World Cup. Thực tế thì đã có cả một kế hoạch rất lý tưởng của huấn luyện viên Didier Deschamps dành cho Aymeric Laporte khi mà anh đã từng được triệu tập lên đội tuyển Pháp chuẩn bị cho những trận đấu ở vòng loại của World Cup 2018. Điều khiến cho anh trước đó đã từng nhận lời với đề nghị của Lopetegui, huấn luyện viên thời điểm đó của đội tuyển Tây Ban Nha, để khoác áo Tây Ban Nha. Nhưng khi Didier Deschamps gọi anh cho những trận đấu ở vòng loại World Cup 2018, anh đã nói không với đội tuyển Tây Ban Nha. Giấc mơ khoác áo của đội tuyển Pháp vẫn cứ kéo dài khi sau đó anh lại tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển. Nhưng không biết vì đội tuyển Pháp có quá nhiều những cầu thủ hay ở vị trí trung vệ nên Laporte chưa được ra sân bất kỳ một phút nào cho đội tuyển quốc gia Pháp. Và rồi Tây Ban Nha đã tìm kiếm một trung vệ xuất sắc sau thế hệ của những cầu thủ như Pique hay Ramos, và cuối cùng Laporte đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Tây Ban Nha vào tháng 5 năm 2021 và anh chính thức góp mặt tại Euro 2020 diễn ra vào tháng 6 năm 2021. Khi đó, Laporte là trung vệ không thể thay thế của đội tuyển Tây Ban Nha và bây giờ anh tiếp tục là trung vệ không thể thay thế của đội tuyển Tây Ban Nha để đối đầu với đội bóng nơi anh sinh ra, đội tuyển Pháp. Một trận chiến thực sự thú vị, nơi mà Aymeric Laporte rất muốn chứng tỏ với Didier Deschamps là ông đã sai khi không đặt niềm tin vào Laporte, một người đúng ra bây giờ có thể sẽ đặt tay lên ngực trái và nhìn xuống chú gà trống bên ngực phải với niềm tự hào chiến đấu. Nhưng không, anh sẽ chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha. Và đó là gạch nối đầu tiên cho một câu chuyện rất thú vị về cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày mai. Quý vị biết rằng đây là một trận đấu thực sự giữa một đội công cường là đội tuyển Tây Ban Nha, đội đã sở hữu tới 11 bàn thắng, trong đó có 10 bàn thắng đến từ những pha bóng mở, ngoại trừ pha đá phạt duy nhất trong trận đấu với đội tuyển Italia. Ngược lại, Pháp là đội thủ chắc bởi vì Pháp đã chiến thắng những cầu thủ tấn công xuất sắc của những đội bóng hàng đầu như là Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết, như là Bỉ ở vòng 1/8 và như Hà Lan tại vòng bảng. Pháp thật bất ngờ và thật khó tin khi sở hữu một chân sút đã là vua phá lưới của World Cup 2022. Đó là Kylian Mbappe với 8 bàn thắng tại Qatar, đến giờ này sở hữu 3 bàn thắng nhưng có tới 2 bàn phản lưới mà các cầu thủ đối phương dâng tặng cho Pháp, và chỉ có một bàn thắng duy nhất lại được ghi từ chấm phạt đền. Một đội bóng vào đến tứ kết đã không có một pha ghi bàn từ tình huống bóng mở nào đã là kỷ lục rồi. Giờ họ vào bán kết thì cũng chưa có bất kỳ một pha ghi bàn nào từ những tình huống bóng mở. Xem ra đó là điều khiến người ta lo lắng cho Pháp. Xem ra đó là điều người ta dự đoán rằng Tây Ban Nha có nhiều lợi thế trong trận chiến đêm này. Nhưng không, đó lại chính là điều đáng sợ từ đội tuyển Pháp. Tại sao họ đáng sợ? Họ đáng sợ thứ nhất là vì khi nhiều mũi nhọn trên hàng công của họ chưa thể ghi bàn, thì biết đâu trong một trận đấu cụ thể, ở những thời điểm quyết định, những ngôi sao sẽ lên tiếng. Dembele từng chơi bóng tại Tây Ban Nha, Antoine Griezmann đang chơi bóng tại Tây Ban Nha, Mbappe chuẩn bị sải bước trên những sân cỏ Tây Ban Nha, hoàn toàn có thể lên tiếng trong trận chiến quyết định. Và điều còn lại đó là gì? Đó là một đội tuyển Pháp tuy vẫn còn những vấn đề ở hàng công nhưng lại sở hữu một trong những hàng thủ hay nhất tại Euro năm nay, khiến cho một loạt những chân sút lừng danh đều phải im hơi lặng tiếng. Pháp không chỉ có một Mai Nhang đang vững chắc trong khung thành, họ bất ngờ sở hữu một Saliba gần như là biến mọi tiền đạo thành những người đi bộ ở trên sân và phối hợp cực kỳ hay với những đồng đội xung quanh để tạo nên một hàng ngự phòng ngự chắc chắn cho đội tuyển Pháp.
Saliba là một phát hiện hết sức thú vị của đội tuyển Pháp sau khi mà Didier Deschamps quyết định thay cho Konate. Rồi những cầu thủ đá biên của Pháp đến lúc này cũng thật sự chất lượng, Theo Hernandez ở bên phía cánh trái và ở bên phía cánh phải thì đương nhiên họ cũng rất tự hào với một Koundé cũng rất hiểu bóng đá Tây Ban Nha. Đó là chưa kể tới một hàng tiền vệ luôn chắc chắn với Tchouaméni và nếu cần là sự xuất hiện của Camavinga. Còn hôm nay nếu Rabiot trở lại cũng tạo ra một tuyến giữa phải nói là rất hay của đội tuyển Pháp. Tất cả đều phục vụ cho một mục đích quan trọng, đó là mặt trận phòng ngự. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp có thể không có được một Kylian Mbappe đạt phong độ cao nhất, nhưng huấn luyện viên Luis Lafuente của đội tuyển Tây Ban Nha đã nói rằng chỉ cần Kylian Mbappe chơi với 50% phong độ thôi thì anh ta vẫn đáng sợ. Nhưng Didier Deschamps rõ ràng luôn tỏ ra là một người thực tế, không còn một đội tuyển Pháp lãng mạn mà là một đội tuyển Pháp thực dụng, biết mình, biết người. Nếu như không thể có hàng công mạnh, nếu như Antoine Griezmann vẫn đang chỉ là cái bóng của chính mình, Dembele vẫn hay đấy nhưng chưa hiệu quả, còn Kylian Mbappe thực sự vật vã với chiếc mặt nạ, thì tại sao không xây dựng một đội tuyển Pháp chắc chắn cái đã và sẵn sàng trong mọi tình huống, sở dĩ là cả những tình huống phải kéo trận đấu tới loạt sút luân lưu. Pháp đã đánh bại Bồ Đào Nha theo cách đó. Thế cho nên, không phải ngẫu nhiên mà Pháp tuy chưa tạo ra sự đắm say nhưng vẫn nhận được tất cả sự tôn trọng của mọi đối thủ. Và Tây Ban Nha khi đã vượt qua chủ nhà Đức, một trong những thử thách lớn nhất trên hành trình tìm lại vinh quang của họ ở bầu trời Âu, thì rõ ràng họ cũng có quyền để nghĩ đến một kết cục tích cực trước đội tuyển Pháp, nhưng sẽ là sai lầm nếu như đội tuyển Tây Ban Nha quá tự tin. Thứ nhất là không thể chủ quan và đánh giá thấp đội tuyển Pháp ngay cả khi họ không có hiệu suất ghi bàn đúng như kỳ vọng. Thứ hai, đây là trận đấu mà lần đầu tiên huấn luyện viên Luis Lafuente sẽ phải thay đổi một vài kết cấu. Đội bóng của ông bước vào trận đấu 1, trận đấu 2 cho đến trận đấu 3, nếu như đó là những trận đấu bắt buộc phải sử dụng đội hình mạnh nhất thì Luis Lafuente gần như giữ nguyên một bộ khung. Nhưng bộ khung đó trong một trận chiến chặng đường dài như thế này giờ đây sẽ mất đi Lenormand, một cầu thủ vắng mặt vì án treo giò, và đặc biệt là sự vắng mặt của hai nhân tố, một là Petri ở trung tâm và không thể thiếu là trường hợp của Dani Carvajal. Lenormand thì có thể thay thế bởi Nacho. Petri thì cũng được thay thế bởi Olmo, người đã cho thấy rõ sự hiệu quả của mình bằng việc không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra lối chơi ổn khi thay thế cho Petri ở trận đấu với đội tuyển Đức. Nhưng Carvajal thực sự là một vấn đề. Merino sẽ đá ở vị trí này hay Jesus Navas đây? Rõ ràng cả hai đều là những gương mặt chất lượng và Merino cũng thậm chí đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức. Nhưng nên nhớ đó là nơi mà đội tuyển Pháp mạnh nhất với sự xuất hiện của Kylian Mbappe. Nên nhớ không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển Pháp lại trụ vững được. Chính xác là đội tuyển Bồ Đào Nha lại trụ vững được trước hàng công đó. Đó là khi mà Bồ Đào Nha có thể vẫn chưa có được kết quả tốt ở mặt trận tấn công, nhưng đây là đội bóng được tổ chức phòng ngự cực kỳ hay. Bên phía cánh phải, Joao Cancelo liên tiếp có được sự hỗ trợ của những tiền vệ như là một loạt những cầu thủ Pahinha hay là Bernardo Silva. Bên phía cánh trái thì rõ ràng là Mendes cũng là một sự đảm bảo chất lượng cho vị trí hậu vệ biên, và nhờ đó mà họ đã ngăn cản rất tốt những cầu thủ như Dembele hay là Kylian Mbappe. Nhưng liệu đội Tây Ban Nha có được những cầu thủ đá ở hai cánh nơi hàng phòng ngự có sự chắc chắn như vậy hay không? Đó sẽ là một dấu hỏi rất lớn. Và nếu như không giải quyết được bài toán này thì tất nhiên đội tuyển Tây Ban Nha có thể sẽ phải nhận kết cục không như mong muốn và sẽ rất không như mong muốn nếu như họ để Pháp kéo tới loạt sút luân lưu hoặc thậm chí là hiệp phụ, nơi mà Pháp luôn cho thấy được sức mạnh của mình. Một cuộc đấu trí thực sự giữa Luis Lafuente, một cuộc chiến thực sự giữa những cầu thủ hay nhất ở tuyến giữa của hai đội, Rodri bên phía Tây Ban Nha và Tchouaméni hay là một vài gương mặt khác bên phía đội tuyển Pháp. Và cùng với đó là cuộc chiến rất thú vị, nơi những cầu thủ đã có thể khoác áo đội tuyển Pháp như Laporte hay một vài những dấu ấn khác không thể không kể đến trong trận chiến này. Cuộc chiến giữa một đội bóng công cường và một đội thủ chắc, ai sẽ hưởng niềm vui và tiến tới vòng đấu quyết định, đó là trận chung kết vào rạng sáng ngày 15 tháng 7 đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Quý vị dự đoán sao? Minh Cường thì dự đoán là đội bóng sẽ chiến thắng và giành quyền góp mặt trong trận chung kết là đội tuyển Pháp.
Dù thực thế, Minh Cường rất yêu mến lối chơi rào rạt, rực lửa của đội tuyển Tây Ban Nha. Nói chung, đến đây dự đoán đội nào cũng rất khó, nhưng chúng ta cũng buộc phải đưa ra dự đoán cho thú vị, đúng không ạ? Quý vị cũng hãy đưa ra những dự đoán của mình trong phần bình luận và đừng quên ủng hộ video và những lượt like, chia sẻ. Cảm ơn quý vị, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một trận đấu thực sự có nhiều điều để nói, xứng danh là trận cầu kinh điển của Euro năm nay.